Rồi, cái lệnh stop thì không có gì cả, là mình chỉ muốn nó dừng ở chế độ là bao nhiêu phần trăm thì mình cho nó dừng thôi. Đấy. Dạ. Cái này thì không có gì. Style style cách điệu, cái thằng này cũng rất là hay này. Đấy. Cách điệu style thì nó mức độ ảnh hưởng đến cái việc mà tạo ra những cái biến thể khác nhau. Đấy. Như ví dụ nhỉ, ở đây là styline là thấp là 50. Đấy, thì nó ra hình ảnh như này. Đấy, styline 100 là mặc định thì ra hình ảnh như này. Đấy, tuy nhiên styline mà lên 250 thì hình ảnh của nó sẽ bắt đầu có sự sáng tạo hơn. Đấy. Hình ảnh là styline 750 thì nó lại có sự khác đi một chút. Đấy. Như vậy là với mỗi một cái styline khác nhau thì nó sẽ ra những cái hình ảnh khác nhau. Đấy, tiếp tục một số ví dụ khác nữa, ví dụ như là Apple đấy, chế độ là bình thường đấy. Styline đây là 625 này, 1000 này, 1200 này, 2000 này, 3000 này, 4000 này, 5000 này, 6000 này, 7000, 8000, 9000 này, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000. Thì khi mà styline càng lên cao ấy, thì anh chị em thấy là gì ạ, là nó bắt đầu nó cách điệu đi. Đấy, nó làm nó khác đi so với cả cái thực tế, khác đi so với bình thường. Đấy, cho nên chúng ta càng càng muốn là gì ạ, cách điệu thì chúng ta càng để styline nó càng tăng lên. Đấy, ví dụ cả chuối chẳng hạn thì ban đầu nó còn giống hình quả chuối, về sau thì nó gì ạ, nó chẳng ra hình quả chuối, nó ra thành cái khỉ gì ạ. Đấy, được chưa ạ? Ừ. Nó còn styline mặc định của mình bây giờ là khoảng 750. Đấy. Tuy nhiên nó tùy phiên bản anh chị em nhé. Tùy phiên bản. Anh chị em mới vào thì mình tắt mic đi nhé. Ok không ạ? Đó. Vậy là Starline mà càng cao thì cái mức độ mà phá cách, mà mức độ nó giống như thằng Chaos đấy. Như thằng Chaos thì nó mang tính chất là tạo ra những cái biến thể độc đáo. Đấy. Còn thằng này thì nó lại tạo ra những cái phong cách khác. Đấy. Tạo ra phong cách khác.